Hello, xin chào tất cả mọi người. Nay mình sẽ kể câu chuyện mang tên là sự tích cây điêu ngày Tết. Ngày ấy không biết từ bao giờ và cũng không biết bằng cách gì, Cùi chiếm đoạt tất cả đất nước, người chỉ ăn nhờ ở đậu và làm rễ ruộng đất của Cùi. Cùi đối với người càng quá tay, chúng dần tăng số phải nộp lên gấp đôi và mỗi năm muốn nhích lên một ít. Cuối cùng chúng bắt người phải đục theo một thể lệ đặc biệt do chúng nghĩ ra là ăn ngọn chọn gốc. Người không chịu, chúng dùng áp lực bắt phải theo. Vì thế năm mới sau vụ gặt, người chỉ còn chơi những dạ là dạ. Cảnh tượng xương bọc da thê thảm diễn ra khắp mọi nơi bên cạnh bọn Cùi gieo cười đắc ý. Phật từ phương Tây lại có ý định giúp người chống lại sự bóc lột tàn nhẫn của Cùi. Sau mùa đó, Phật bảo người đừng trồng lúa mà cào đất thành lúa, trồng khoai lang. Người cứ y lời làm đúng như lời Phật dạy. Cùi không ngờ người đã bắt đầu có mưu kế chống lại mình nên cứ nêu đúng thể lệ như mùa trước, ăn ngọn cho gốc. Mùa thu hoạch ấy, Cùi rất hận hực. Nhìn thấy những gánh khoai lang chạy về nhà, người đổ thành từng đống lùn lùn, còn nhà mình chỉ toàn những dây và lá. Khoai là những thứ không nhai nổi, nhưng ác nối thể lệ đã quy định, chúng đành cứng họng không chối cái vào đâu được. Sang mùa khác, Cùi thay thế lệ mới là ăn gốc cho ngọn, Phật bảo người lại chuyển sang trồng lúa. Kết quả Cùi lại hỏng ăn những hạt lúa vàng theo người về nhà, còn rạ phó mặc cho Cùi. Cùi tức lộn ruột nên mùa sau chúng tuyên bố ăn cả gốc lớn ngọn. Lần này Cùi nghĩ cho chúng nó muốn trồng gì thì trồng, đằng nào cũng không lọt khỏi tay chúng tao. Nhưng Phật đã bàn với người thay đổi giống với mới. Phật trao cho người hạt giống cây ngô để gieo khắp mọi nơi mọi chỗ. Năm ấy có một lần nữa, người sung sướng trông thấy công lao của mình không uổng. Trong nhà người thóc ăn chưa hết thì từng gánh ngô đã tiến về chứa từng cốt đầy ăn ắp. Về phần Cùi lại có một số cây chua uất ức hàng mấy ngày liền. Cuối cùng Cùi nhất định bắt người phải trả tất cả ruộng đất, không cho làm rễ nước. Trong bụng chúng nghĩ, Phật bảo người điều đình mấy Cùi cho tậu mình đất vừa bằng bóng một chiếc áo cà sa, nghĩa là người sẽ trồng một cây tre có mang một chiếc áo cà sa trên ngọn. Bóng cà sa che bao nhiêu diện tích ở mặt đất thì là đất của người sở hữu ở đó. Ban đầu Cùi không thuận như sau, chúng nó suy tính thấy tất tậu ít mặt đã rất hời bèn nhận lời. Ồ, bằng chiếc áo cà sa có là bao nhiêu, chúng nó nghĩ thế. Hai bên làm tờ giao ước, ngoài bóng tre là tất cả tất của chúng, trong bóng tre là đất của người. Khi người trồng xong cây tre, Phật đứng trên ngọn tung áo cà sa bay tỏa ra thành một miếng vải tròn. Rồi Phật hóa phép làm cho cây tre cao vút mãi lên đến tận trời. Tự nhiên đất trời trở nên âm u, bóng của áo cà sa dần dần che khít khắp cả mặt đất. Bọn Cùi không ngờ có sự phi thường như thế. Mỗi lần bóng áo lấn dần vào đất của chúng phải dắt nhau lùi mãi. Cuối cùng Cùi không có đất ở nữa, phải chạy ra biển đông nha. Mình ấn nhầm nghĩ xung xuống vẫn chưa cà sa ở đâu, tại vì đất đai màu nhiều. Sao mất lại quyền để cho thì hay nhỉ. Tự nhiên khi người trồng xong cây tre, Phật đứng trên ngọn tung áo cà sa bay tỏa ra thành một miếng vải tròn. Rồi Phật hóa phép làm cho cây tre cao vút mãi lên đến tận trời. Tự nhiên đất trời trở nên âm u, bóng của áo cà sa dần dần che kín khắp cả mặt đất. Bọn Cùi không ngờ có sự phi thường như thế. Mỗi lần bóng áo lớn dần vào đất của chúng phải dắt nhau lùi mãi. Cuối cùng Cùi cũng không có đất ở nữa, phải chạy ra biển đông. Vì thế người ta mới gọi là Cùi Đông. Tiếp
Tiếc vì đất đai hoa màu đều thuộc về tay người, cứ rất hâm hực. Cố chiêu tập binh mã và cướp lại, lần này người phải chiến đấu với Quỷ rất gay go vì quân đội của Quỷ có đủ bầy ác như thú voi, ngựa, chó, ngao, bạch xà, hổ vân vân, rất hung dữ, phần cầm gậy tầm xích đánh giúp người làm quân của Quỷ không tiến lên được. Sau mấy trận bất lợi, Quỷ bèn cho quân đi dò xem Phật sợ gì, vừa cho chúng biết là sợ hoa quả, oán chuối và cơm nắm, trứng luộc. Đối lại, Phật cũng dò hỏi và biết quân của Quỷ chỉ sợ độc, có mấy thứ máu chó, lá dứa, tỏi, vôi bột. Lần giáp chiến sau đó, quân của Quỷ đem không biết cơ ma nào là hoa quả đến ném Phật. Phật bảo người nhặt làm lương ăn rồi đem máu cho vợi khắp nơi. Quân của Quỷ thầm máu chó, sợ hoảng hồn bỏ chạy. Lần thứ hai, quân của Quỷ lại đem áo chuối vào ném quân Phật. Phật bảo ngươi nhặt làm lương ăn, rồi giã tỏi phun vào quân địch. Quân của Quỷ không chịu được mùi tỏi nên cùng cắm đầu chạy biệt tích. Lần thứ ba, quân của Quỷ lại đem cơm nắm trứng luộc vào ném quân Phật. Người tha hồ ăn và theo lời Phật dùng vôi bột vung vào Quỷ, người lại lấy lá dứa cuộn vào chúng. Quỷ chạy không kịp lại bị Phật bắt đầy ra biển đông. Ngày Quỷ già, Quỷ trẻ, Quỷ đực, Quỷ cái cuốn gói ra đi. Bộ dạng của chúng vô cùng thiểu não. Chúng dập đầu sát đất, cố xin Phật thương tình cho phép một năm được 2-3 ngày vào đất liền tham phần mộ của tổ tiên cha ông ngày trước. Phật thấy chúng khóc vắng cả lên mới thương hại thứ cho. Vì thế hàng năm cứ đến ngày Tết Nguyên Đán là ngày Quỷ vào thăm đất liền thì người ta theo tục trồng niêu để cho Quỷ không dám bén mảng vào chỗ người đang ở. Trên niêu có khách đất, mỗi khi gió rung thì có tiếng động phát ra để luôn nhắc bọn Quỷ nghe mà tránh. Cũng trên đó có buộc một bó lá dứa hoặc cành đa mỏ hái để cho Quỷ sợ. Ngoài ra người ta còn vẽ hình cung tên hướng mũi nhọn về phía đông và rắc vôi bột xuống đất vào những ngày Tết để cấm cửa quỷ. Câu chuyện thứ hai là sự tích ngày Tết. Ngày xưa khi con người còn chưa biết tính thời gian, chưa biết tính tuổi của mình như thế nào, ở một nước nọ có một ông vua nổi tiếng thông minh và tài đức. Đất nước của ông thanh bình và dân tình thì luôn no ấm. Một lần nhân dịp vui, nhà vua này ý định muốn ban thưởng cho người già nhất trong nước. Cả nước tưng bừng lằng họp bàn cho chọn người già và có tuổi cao nhất, nhưng chẳng lằng nào chọn được người già nhất vì chẳng ai biết bao nhiêu tuổi. Triều đình cũng bối rối, không tìm ra cách nào để chọn ra người già nhất nước. Thấy vậy, nhà vua liền phái một đoàn sứ giả đi tìm các vị thần để hỏi. Vâng lệnh vua, đoàn sứ giả lên đường. Vị thần điêu thần đầu tiên họ gặp là thần sông mặc áo trắng, tóc mềm như nước. Nghe sứ giả hỏi, lắc đầu trả lời: ta ở đây là đã lâu nhưng chưa bằng mẹ ta. Mẹ ta là biển cả, hãy đến hỏi mẹ ta. Đoàn sứ giả lại lên đường đến gặp thần biển. Thần biển mặc áo xanh biếc đang âu yếm du con bằng những lời du sóng vỗ. Được hỏi, thần biển chỉ tay lên dạng núi xa xa và nói: hãy hỏi thần núi, thần còn sinh ra trước cả ta. Khi ta lớn lên thì thần núi đã già. Đoàn sứ giả lại lăn lội đến gặp thần núi. Thần núi da xanh rì rêu bám, cũng chỉ lắc đầu chỉ tay lên trời. Và câu chuyện mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả mọi người.